Đi nửa đêm nữa không? 12 giờ 1 giờ đi. Nắng cũng đứng cắt, mưa cũng đứng cắt, trời sấm sét đánh chết người cũng đứng cắt. À trời ơi, tức là công ty nó hợp đồng rồi thì mình phải tìm cách mình làm cho đủ để giao công ty hả? Đúng rồi. Trời sấm sét, mưa gió cũng đứng cắt hết. Cái này mà giữa đêm 12 giờ khuya là bà con đi cắt. Như vậy rồi chồng con nó có thắc mắc gì không chị? Dạ không, ông quen rồi, chú à. Quen rồi hả? Dạ. Cứ bỏ chồng con ở nhà miết, tự nấu cơm nó ăn hả? Dạ. Mình đi làm miết vậy. Thì con nó ngủ về, con nó không ngủ luôn. À. Lấy cái dao mình xỉa vô nách đó, góc đầu là mình bẻ hả chị? Dạ. À, nhanh lắm. Không, cầm cái dao nhỏ nhỏ đó, xỉa vô nách ra là bẻ thôi. Đây là mình chở về nhà máy hả? Chắc là chở về nhà máy đi. Xôn xao. Một giỏ thì chắc cả hơn một tạ ha. Nặng khít. Đông bốn đồ gánh nhà đam này thu ngày mai còn thu nữa hay nay chưa hết đâu chị hả? Hả? Nay hết hả? Nay thu là hết hả? Nay nhà mình ở đây luôn hay là ở đâu chị? Nhà mình ở phường Phan Hải hay luôn hả? Hả đâu? Dạ. Dạ hả? Mình chuyên đi làm cho cái nhóm này đó hả? Dạ. Quá chừng nhà đàm ha. Nay nhóm mình đi được khoảng mấy chục người chị? À, cách đi luôn 30, chở lên 33. Quay chị bắn rút lên quay chú ơi. À, chờ bắn rút lên. Chở luôn là 33 hả? Dạ. Dạ. Là 33 người tất cả, làm tất cả đó. Dạ. Hôm nay làm được khoảng nhóm khoảng bao nhiêu tấn ở vườn này? Ngày nay làm 45 chú. 45 tấn hả? Dạ. Ừ. Một tấn mình làm công được bà con mình kia đều được khoảng bao nhiêu ta? Một tấn, mỗi người cắt một tấn như vậy là 260. Mỗi người cắt một tấn là 260. Cắt bao nhiêu tấn thì nhân số tiền lên. À, 260 mà một người 33, nhóm mình 33 người hôm nay làm được khoảng 45 tấn hả? À, 33 người làm được khoảng 45 tấn. Vậy thì bây giờ thì hôm nay cậu làm quá cũng đâu được nhiều hả? Mấy hôm trước nghe nó hơn 20 người mà làm được có bữa đến 40 tấn á chị hả? À, không cắt công khiên lúc nào cũng 30 người hết hả? Một nhóm 30 người đó bà con.
À, chở 4 người đó là 34 người. Mà một ngày được 40 mấy tấn, 45 tấn, 50 tấn. Rất lá sau lưng chị á. Có ngày cũng 20 tấn, có ngày cũng 25, có ngày cũng 30. À, ngày 20 tấn, ngày 25, có ngày 30 tấn. Tùy theo lịch công ty làm nhiêu cách nhiêu. À, hàng này đưa về công ty hết vậy ha. Hôm nay được giá không chị? Không biết nữa. Dạ. Giá mới nghe anh chủ nói là khoảng 2,000 mấy. Không có biết cắt rồi lấy tiền cắt thôi, không có biết giá cả. Làm cái việc này nó nặng hơn cái việc như nhổ củ cải đồ chị ha. Cái này khổ. À. Đi nửa đêm nửa hôm. 12 giờ 1 giờ đi. Nắng cũng đứng cắt, mưa cũng đứng cắt, trời sấm sét đánh chết người cũng đứng cắt. À. Trời ơi, tức là công ty nó hợp đồng rồi thì mình phải tìm cách mình làm cho đủ để giao công ty á hả? Đúng rồi. Trời sấm sét, mưa gió cũng đứng cắt hết. Cái này mà giữa đêm 12 giờ khuya là bà con đi cắt. 12 giờ khuya có công cắt. À, rồi bắt đầu. Đi nổi thì ta đi 12 giờ, người đi nổi thì đi 4-5 giờ sáng. À, đi không nổi thì đi 4-5 giờ sáng. Người ta đi 12 giờ thì trưa ta về, người đi 4-5 giờ sáng thì chiều ta về. Biết à. Cắt đổ số 8 ra ha. Dạ, yeah. Mấy sao? Con. Ôm cái này riết mỏi tay luôn á hả? Nó nặng lắm chứ không có giỡn đâu. Ôm vậy kìa, người ôm giỏi thì cỡ 20 kg. À, người ôm giỏi 20 kg hả? Người ôm không giỏi 15-10 kg. Dạ, yeah. Như chị ôm 20 kg á hả? 15 kg á hả? Cỡ 10 kg, 7 kg. À, dạ yeah. Thì cái hàng ôm, hàng là bự bự, ôm nhiều hay nặng. Dạ yeah. Giỏi thiệt, bà con giỏi thiệt á. Mà không có dĩa bánh hỏi nào ăn hết đây. Ừ, đúng rồi. Tôi muốn chết mà không có cái dĩa bánh hỏi nào ăn mà dối dối làm gì. Đó, cái vạt này cũng tốt ghê nha. Vạt này tốt, chín hết luôn. Nhà đàm ở cái đất mà nó vùng vùng dạ. Bảo Lộc cũng có trồng nha đam, Đức Trọng cũng có trồng nha đam. Nhưng mà cảm giác là nó không có bằng dưới đây đâu ha. Thằng đây lên chữa nè. À vậy hả? Nha đam tốt không? Đạt không? Cũng đẹp. À. Trên Đức Trọng cũng thấy có trồng đấy. Thấy mấy vườn rồi. Đẹp chưa? Chỉ nói là trên Đức Trọng cũng trồng, à trên Bảo Lộc cũng có trồng, xe đây cũng lên chở trên đó, mua lên đó về đó. Mà mua lên đó chắc là giá thấp lắm ha. Biết giá không? Trở về. Có chồng mà thằng này nó chở cho nó về đi. Trở về xa quá. Công ty đầu tư ở đâu rồi, nó phải chở nó. À, công ty đầu tư trên đó làm hả? À, giờ là con giống rồi, có thứ công ty đây cũng đưa lên luôn. Con giống thằng này đưa lên. Dạ, anh chàng này đưa lên. Mình thấy là cái vùng đất mà bữa có chị ở trong Thanh Thiết ra đây hỏi mua giống vô đó tầng á. Dạ. Trồng ở Đức Linh sao? À vậy hả? Chứ mà khả năng khu vực đất cũng trồng được. Chị phá cái gì thanh long ra trồng. À, tính phá thanh long ra để trồng nha đam cho công ty. Mà em chỉ rồi cũng trồng ở trên Bảo Lộc Đức Trọng nè. À chị vậy hả? Được á, chị xuống này chị kiếm giống chị mua. À. Từ Thanh Thiết ra đây chị tìm. À, vậy là mấy người mà trên Đức Trọng. Từ Thanh Thiết ra đây chị tìm mấy cây như vậy này, giờ chị mua chị trồng nè. Dạ. Đó, đây là cái con giống nè. Có này là trồng tốt nè, đó. Con giống nha đam á, bà con chỉ cần trồng cái con giống cái này thôi. Cứ nhổ cái này ra trồng á là dần dần nó lớn lên xong bắt đầu thu hoạch. Trồng nó cỡ 9 tháng ăn, đất tốt là 9 tháng. 9 tháng ăn. 9 tháng về ăn. Rồi khi nào bắt đầu nó lên cổi lên cao rồi bắt đầu bà con lại hạ nó xuống. Nhổ lên hết. Cỡ này là tháng cắt lần. Lên cỡ này là tháng cắt lần. Lên cỡ này là tháng cắt lần. Mà qua một tháng rồi xong rồi bắt đầu là vải nữa nó cái gốc nó lên cao đây rồi bắt đầu là bà con đào ra. Cỡ này thì tháng cắt lần, yeah. Ăn cỡ 1 năm 2 năm bắt đầu chặt cái gốc cũ cầm xuống lại. Ăn 1 năm 2 năm xong rồi chặt cái gốc cũ đi. Rồi hạ xuống lại. Còn để cái cội cỡ này thôi, hạ xuống lại. À là bắt đầu nó ra rễ lại. Cái này có cái dễ trồng lắm nhưng mà nó dễ thúi. Thúi dữ lắm. Tùy đất nó chịu thì nó mà như cái vùng đất này thì nó chịu nè.
vùng đất mà nó có cả có nước mặn, không nước mặn ở dưới tầng sâu đó, bà con bơm nước giếng khoan lên tưới thôi, nhưng mà nước ngọt quá nó không chịu, nó thúi hả, bạn quá không được, nước hơi mặn của cái vùng đất Văn Hải này là nó gần biển, đây ra biển chỉ gần 150 mét thôi, bởi vậy cho nên là nước mặn nó thẩm thấu vô đó trên dưới tầng nước ngầm. Thế bà con bơm lên cái nước đó mình nếm mình thấy mặn thì nước đó là vùng nước đất là trồng nha đam tốt, nước đó tưới nha đam tốt. Ngọt không nó thúi hết chị ha, mặn ngọt ngọt mới được. Đây đẹp chưa? Đó là anh làm nó rất là mệt nhưng mà anh vẫn nở nụ cười tươi, vẫn chào thấy không? Mà anh gắn một phát, một lần anh phát là đã khi hai người khiêng một tạ ba đó. Ừ. Nhưng mà vẫn rất là vui vẻ, công việc đã quen rồi. Đó. Bà con nông dân Ninh Thuận mình làm việc chắc là quanh năm luôn. Làm việc khó quanh năm luôn, hết vườn này tới vườn kia. Một vẫn bốc, nếu mà công ty nó yêu cầu một vẫn làm hàng, mưa gió thì vẫn làm hết. Đây. Đó, chiều mát mát thì bà con khiêng thoải mái ha, nắng quá khiêng chịu không nổi mát đó, khiêng lên xe xong bắt đặt ra đúng thế thăng bằng rồi là cứ thế mà chạy thôi. Thì sản xuất nước giải khát rồi mỹ phẩm rồi thứ thực phẩm các loại các loại sản phẩm từ Nha Đam. Nha Đam là một loại cây rất tốt, vừa là thực phẩm mà vừa là mỹ phẩm rất là tốt. Mà hôm nay đi ra theo má ra ngoài này hả? Hả? Nè nhìn đây, nhìn ông khách nè. Ờ. Cười ông cái, cười khách. Cười coi. Cười ông cái. Ngày hôm nay mình chở mình giao cho công ty được mấy chục tấn rồi anh? Dạ 60 rồi. Rồi 60 rồi. Thôi. Ngày đôi khi giao cả 100 tấn cho công ty. Hiện tại cái hàng này là công ty mình giao công ty nó sản xuất cái gì là chính anh? Sản xuất ly nước ngồi không à chú à. Sản xuất cái gì? Sản xuất thô, ly nước ngồi không à, không có đang sinh sản. À, sản xuất thô, xuất khẩu thô. Anh cắt rồi hạ gốc á là được bao lâu rồi? Mới cách hơn năm. Hơn năm hả? Cách đây hơn năm là anh hạ gốc. Mà hôm nay nhìn thấy đẹp chứ hả? Hạ gốc cây lớn thì khoảng 2 tháng nó đều lại chứ đâu. À 2 tháng nó đều lại xong bắt đầu là hàng, cắt luôn á. Là cắt luôn á, là hàng tháng là mình cắt hả? À 2 tháng, cứ cây lớn là 2 tháng à. À. Còn cây nhỏ phải 8 tháng. À cây nhỏ phải 8 tháng, cây nhỏ phải 8 tháng nó mới lên được lớn để mà thu hoạch được đúng rồi. Dạ. Yeah. Hàng đợt này mình đưa về công ty hết luôn hả? Đường ty. Dạ. Yeah. Công ty giá nhiều hôm nay được nhiều anh Tịnh? Chắc 2 ngày mốt gì đó. Quan trọng là đừng có thúi ra. Quan trọng đừng có thúi hả? Chứ anh nó thúi hút bệnh quá. Tại bự không kìa mà nó thúi chắc cha con hút đừng luôn á. Bao nhiêu đây mà cứ hai cha con ngày nào cũng hút. Để nào? Để trên nó nè, nó chưa thúi á, nó thúi được rồi. À, để trên nó được này bắt đầu thúi giữ mấy năm rồi. Để trên thích thúi lắm hả? Để trên giờ ông bắt đầu thúi thấp trên kia rồi. À, chết á.
vườn này đẹp lắm bà con. Vườn này coi như buổi chiều tà nhìn thấy không? Xa xa núi non nè. Đó. Đây là khu vực trồng chuyên canh nha đam của nông dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Anh trồng cái nha đam này được bao nhiêu năm rồi đấy anh Tịnh? 8 năm à? 8 năm rồi hả? 8 năm rồi mà kinh nghiệm cũng tốt chứ, cái vườn nha đam cũng đẹp lắm. Mà chỉ trừ khi mà lâu buồn nó bệnh xuống phát là nó giờ nó nhiễm. À, nó nhiễm hả? Đại nào cũng có, đều nhiễm cái gì nhiều, dạ. Có đại nó xuống hết luôn. Ít nhiều thôi hả? Có đại không kìa, thuốc sạch hết luôn. À. Rẫy nào cũng có chứ không phải là rẫy nào tày không luôn. À, rẫy nào cũng bị thối hả? Thôi thì ít là chưa nhiều. Này là khi nào mà cây nha đam mà nó cái gốc mà cái phần mà thu hoạch được á, mà cái gốc nó trống lên cao đây rồi là bắt đầu bà con đào lên. Bà con 15 phân nghe. 15 phân. Cái này xong bắt đầu là người ta sẽ đào lên, xong bắt đầu người ta cắt một khúc, người ta để một đoạn này. Đoạn rồi dưới cái thân trên người ta dìm xuống lại. Xử lý đất rồi các thứ dìm xuống lại. Vậy là tiếp tục vài tháng sau nó là lên ra rễ rồi các thứ kỹ càng rồi nó lại cho năng suất tiếp, hay lắm. Hai tháng sau là ăn lại rồi. Hay. Nha đam là một cây đầu tiên hồi xưa là giống như cây cứu đói cho dân đấy chứ. Rồi sau này càng ngày cứu vùng nước mặn này chứ, cứu vùng nước mặn này chứ, nước mặn này trồng được cái gì đâu. Đó, cái sau này cái bắt đầu phát triển nó tốt, đạt là bắt đầu bây giờ người ta nông dân mình trồng nhân giống, trồng thành một vùng chuyên canh nha đam luôn. À dạ chứ đúng rồi. Nước ngọt là nó xì, nước mặn là lợ thì được. Nước ngọt nó xì. Đó ha. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Bà con nông dân Ninh Thuận thu hoạch nha đam nè, nha đam vụ hè đấy. Lên để lên cho bắt đầu ngồi đây luôn, giỏi chưa? Trời nặng chưa? Một giỏ này ha. Cả giỏ luôn gần 125 kg. Còn 112 kg. Cái sào phong lan đó. Đang nhập hàng đây. Xe của mình đó. Đi đây đi kia là xe đó đó.
trước em kêu lấy bò ra đây. Đêm rồi chở rồi ha, còn chở đêm luôn ha, tối còn chưa xong. Làm từ sáng sớm tối hôm qua đến giờ, giờ tối rồi vẫn còn làm nữa. Hết 8 đến đêm mà còn làm không? Đêm chưa xong việc không? Bà con mang đêm còn cắt không? Mang đêm còn cúp chuẩn bị vẫn còn bẻ mà chưa xong mà. Đó, bà con ban đêm mà còn làm không? Chú là chú cắt đầu họ thì tôi vô đây chứ cắt đầu hả đúng hai cái đít đó đuôi. Bà này vô như ai cắt cái đầu vậy? Của cái đít đây này mới cắt ở đây thì tôi nhảy vô đây lại chứ sao? Nhảy đâu đấy? Cắt hết đó là bà cắt mấy đây nữa đi vô. Bà con ban đêm mà vẫn làm. Ai biết cắt hết rồi không thấy còn nên tôi mới đi vô cho rộng rãi. Chú đem quay. Chú ơi. Khổ quá, giờ này bà con vẫn làm ha. Con người này khổ đó, chú có làm gì em chú? Không, không có làm đêm đâu, ít khi là cái việc gì mà làm đêm lắm. Đó thì con làm quanh năm lắm vậy nè. Đó. Dạ, khi giờ này bà con vẫn thu hoạch đó không? Khổ lắm, bà con 1-2 giờ, giờ này về 1-2 giờ đi lại à. Giờ này làm xong về tắm rửa, nghỉ được tí xíu, ăn nghỉ được tí xíu mà 1-2 giờ bắt đầu tiếp tục đi làm. Bà con đi làm như vậy đó. Chị rồi làm như vậy rồi chồng con nó có thắc mắc gì không chị? Dạ không, quen rồi chú à. Quen rồi hả? Dạ. Cứ bỏ chồng con ở nhà miết, nó tự nấu cơm nó ăn hả? Dạ. Mình đi làm miết vậy. Thì con nó ngủ, về con nó không ngủ luôn. À, khuya đi này về là dạ. Con nó ngủ mà khi về con nó cũng ngủ luôn. Sáng nó đó, lâu thì lâu, đôi khi cả tháng con nó mới thấy mặt mẹ một lần. Dạ, tuần lễ chú, các bạn nghỉ. Ừ. À. Các bạn thì con được nghỉ. Ừ. Thứ bảy ra lượt nghỉ. Dạ. Hay ha. Hàng nhiều thứ bảy cũng đi luôn. À, hàng mà nhiều là thứ bảy cũng đi luôn. Dạ. Con bình thường là thứ bảy nghỉ. Ừ. Đêm đó. Đêm tiếp tục cắt đó ha. Bà con vẫn cắt không? Trời, bà con giờ này mà làm không? Đó. Làm khắp nơi ha. Đó, anh kia còn làm đó. Đó. Người ló nhó xa kia cũng còn làm kìa, khiếp chưa đó. Làm đêm làm đêm không anh cứ cắt cơm em cam. Dạ, em quên thì lấy cái rửa quéo ra cắt. Mà cắt cái gì? Chú ơi cắt cái gì đâu? Cắt cái gì vậy? Cắt đôi nơi sầu. Ủa lấy cái cắt đôi nơi sầu. Giờ mà hai bay trong đi nghĩa sầu. Tình nước này có ai nữa nãy. Tấm tư hả? Trời ơi bây giờ còn đầy nữa nè. Chở bao giờ mới xong? Khiên miết mà khiên không hết đây nè. Đó mệt quá ngồi nghỉ tí đó. Nhiều.
Dạ Thành với lại gà dư. Quen hả? Dạ. Ôi kia hết chưa? Bao giờ được chưa? Đó, bắt đầu rồi khen nó. Đây. Thế dưới đây làm khổ chưa? Vẫn đêm mà vẫn làm hả? Người ra người vô. Ninh Thuận này con cái là bà con, nhưng mà bà con lại thích làm đêm. Làm đêm nó mát mẻ. Còn ngày nóng nực lắm. Đó. Còn đầy đó. Bên kia rồi bên này cho rồi này. Giờ đi luôn 5-6 giỏ rồi chứ bộ. Giờ đi 5-6 giỏ rồi. Đây đây 16 tấn. 16 tấn đô lên không biết. Quá trời luôn. Thức gì nó gạt hay thứ à? Thì giáp này. Chưa chắc nữa. 200 số bộ chắc nữa đó kìa đó. Chắc chắn. 16 tấn hả? Đây có thể là hơn á. Thấy quá trời. Khi nào làm đến 9-10 giờ tối luôn không anh? Có, 12 giờ đêm luôn. 12 giờ cũng có nữa chứ. 12 giờ đêm mà anh còn làm nhiều lúc vậy đó. Làm phải làm cho đủ luôn chứ. Làm cho đủ để giao cho công ty hả? Dạ, làm cho đủ luôn chứ hả? Anh em làm khổ lắm. Như cái này nãy ví dụ còn nhiều phải làm cho hết. Đâu có để đây được. Làm vậy rồi về sức đâu nè, vợ đó cù lét là làm sao mà làm nữa. Làm đây là ngủ đâu có 4 tiếng hồ, sáng sớm có 4 giờ lại à. À 4 giờ là làm tiếp nữa. Sáng mai đi tiếp đó. Kiểu này thôi vợ nó bỏ thì chết. Chết chắc luôn. Chết chắc luôn à. Thì mai làm nhiều nữa nè. Không có bỏ vậy thôi, đâu có thời gian đâu mà đi cuối bả. Đây không có bỏ đâu. Ráng làm, ráng ôm cho nó hết rồi đó coi. Cuối thì đã qua vậy thôi, chết đi nữa. Thời gian đâu đi cứu. Không. Mấy bảo khéo chân nữa mình chạy trốn không? Bác khéo là trốn hả? Trốn. Nhảy chạy rồi đó, anh đi làm. Đó. Chạy liền. Phải không? Có không? Có, chạy liền. Nghi quá đi, cho kiểu này chắc chết rồi anh ơi. Sao mai giác nổ? Sao mai giác nổi? Đúng là bà con làm khổ lắm luôn. Cái nhà đam này nhưng có điều là thu nhập cái nhà đam này á, mà cái công nó cũng tương đối xứng đáng. Dạ cũng tương đối. Nhưng tương đối. Một ngày anh làm trung bình khoảng bao nhiêu anh? Bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu tiền? Thì theo 500 có, 700 có, 400 có, 300 có. À, vô chừng. Từ 300 cho đến 700. 500 là nhiều. 500 là nhiều, đa số là 500.
chừng. Mở vô mở gì đó. Quên hả? Hả? Vô chút đó. Long phút, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.